Vâng, vừa rồi là một bài rất là hay và quen thuộc đúng không ạ? Chắc ai cũng đều có thể biết bài này. Vâng, đó là bài Tôn Ngộ Không Hái Trộm Đào, một bản nhạc rất là vui vẻ và đặc sắc của trong nhạc phim Tây Du Ký. Vâng, hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn bài này. Bài này thì tôi hướng dẫn trên dây sòn rế. Tôi đã làm video trên dây đồ son rồi, thì hôm nay làm trên dây sòn rế cho các bạn có đàn sòn rế học tập theo cho nó dễ. Nên là các bạn lên dây sòn rế nhá. Mà thực thực chất đấy, cái bài này ấy, nó sẽ hợp với dây sòn rế hơn là với dây đồ son. Bản thân bản gốc của cái bài Tôn Ngộ Không Hái Trộm Đào này là họ Trung Quốc họ đánh trên dây sòn rế, nhưng mà cái bát bát đàn của họ nó nhỏ hơn. Câu đầu tiên của nó là son re fa re son si re. Đọc lại son re fa re son si re. Tôi nói qua về cái bài này nhá, chúng ta sẽ dùng thang âm ngũ cung là nốt son là dây buông này, son, chúng ta sẽ bấm luôn vào nốt si giáng ngón một, tiếp theo là nốt đô son si giáng đô rê rê fa son si son fa rê rê đô si son. Đấy, đầu tiên các bạn tập cái thang âm này sau đó mới vào bài nhá. Tôi đánh lại cái câu tôi vừa đọc này. Đánh lại. Đọc tiếp do re do si son do re do si son, đánh vào đàn. Tiếp theo rê pha son la son rê pha son la son rê pha. Đọc lại rê pha son la son rê pha son la son rê pha, đánh vào đàn. Đánh lại. Đọc tiếp. Tiếp theo này. Phá sòn phá phá si. Đọc lại phá sòn phá phá si. Làm mẫu, đánh mẫu. Rồi, tiếp theo. Đồ, đồ. Đồ, đồ. Rê, pha, son. Rê, rê, rê,
rế son. Đọc lại. Đô đô rê pha son rê 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 son. Đánh vào đàn. Đấy, bài này là một bài rất là dễ, rất là hay. Các bạn mới nên lưu ý tập bài này cho nó để mình lấy cảm hứng tập những bài khó hơn. Chúc các bạn học bài này thành công. Xin chào các bạn.